Hello, xin chào tất cả bạn nhỏ đang theo dõi kênh của Đội 98 Gaming nha. Chào mừng các bạn lại trở lại với những clip tiếp theo ra mắt tại kênh Đội 98 Gaming. Thì ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục tặng thỏi vàng cho mọi người nha, nhưng mình sẽ lồng ghép ở giữa clip. Bạn nào muốn nhận thỏi vàng thì nhớ là phải xem hết từ đầu đến cuối clip nha. Và đặc biệt muốn nhận thỏi vàng các bạn phải là thành viên của Đội 98 Gaming nha các bạn nhé. Đây là muốn là thành viên của Đội 98 Gaming thì các bạn đừng quên là bấm ngay vào nút đăng ký kênh nha. Và bấm vào cái quả chuông thông báo bên cạnh nữa. Đấy, bấm vào quả chuông đấy thì khi nào mình ra clip các bạn sẽ nhận được thông báo để xông vào nhận thỏi vàng nha các bạn nhé. Rồi, thì clip cái đoạn nhận thỏi vàng mình sẽ lồng vào trong clip nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm việc hàng ngày trước khi vào Paletu. Bây giờ thì công việc giống như hàng ngày thôi. Đi kiếm kim cương, các phương pháp kiếm kim cương và làm những cái việc ấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng trước nha. Chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng xem là hôm nay nhà phát hành có ra cái bộ đồ gì mới hay là trang phục gì mới không nha. À vâng, thì đây rồi, nhà phát hành đã ra một bộ đồ mới rồi. Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng, không có một sự kiện gì diễn ra. Một cái có đúng một cái sự kiện Slim làm một ngày là hết, còn đâu không có sự kiện gì cả. Thì nhà phát hành cuối cùng cũng ra thêm một cái gói mới, đó là gói gà con chip chip. Thì mặc dù bộ trang phục này ra thì khá là đáng yêu, nó phù hợp với một nhân vật hoạt hình đấy, để làm các bạn hiểu làm những bộ phim hoạt hình là khá là đẹp đấy, nhưng mà với mình thì chắc là bộ này mình chắc cũng không mua, thì nó phù hợp với các bạn kiểu nhỏ đáng yêu thôi đấy, thì nó khá là đáng yêu ha. Mình thì mình thích những bộ nào đẹp đấy, mình những bộ nào đẹp mình mới mua, còn những cái bộ đáng yêu như này thì cũng chỉ để ngắm thôi, mình không có sắm. Bộ đẹp thì mình sắm ngay nhỉ. Rồi, tiếp theo đấy thì kéo xuống chúng ta đi nhận kim cương hàng ngày nha. Vẫn như mọi ngày chúng ta đến giờ đó ta đi nhận kim cương, làm công việc hàng ngày xong rồi chúng ta lại tặng quà cho các bạn ha. Chà. Ồ, hết rồi à? Nhận được có thế thôi à? Đây nữa này, đây là có kim cương nữa này. Chào già. Một kim cương. Mình có 100 điểm mầm. Xem cái này mình là mình mở được một cái mũ cam rồi, à mũ vàng chứ. Mũ vàng mình mở được cái mũ vàng rồi, còn cái mũ cam. Mũ tím thì mình có rồi, xanh lá cây mình có rồi sao ấy. Ô, mình thấy mấy ngày đầu nhà phát hành có tặng cho chúng ta hộp để mở được cái mũ này, nhưng đến bây giờ nhà phát hành không thấy tặng đấy nhỏ. Thế bây giờ nhà phát hành không tặng mấy cái hộp này nữa các bạn ạ, không thấy tặng cái hộp Slim này nữa. Nếu như ngày nào nhà phát hành không tặng cái hộp Slim này, chúng ta sẽ kiếm được khá khá điểm tái chế đấy. Bởi vì một cái mũ đấy cũng được còn tầm độ 15 hay 25 điểm tái chế mà các bạn. Rồi hết rồi các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ xuống kiếm, nó là mở hộp vịt nhé. Mở hộp vịt này. Ô, mình mở hơi sớm. Mở hơi sớm. Ôi, tầm 500 tiền sao kìa. Ôi, một kim cương lỗ quá, hôm nay đen quá các bạn ơi. Không được, đen quá đi thôi. Mở được quá ít tiền sao, sự kiện thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn ba cái này thì mình nhận full rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nhận đồ quảng cáo thôi, thì chúng ta sẽ nhận được hai kim cương ở đây nha. Thì tính ra mỗi ngày vào game mà nhận được có chục kim cương thôi các bạn. Đây bắn quả pháo này, cái này là dành cho để nhảy object đúng không, xẻng hôm qua này. Phần thưởng tiền sao này, hôm nay là nhận tiền sao rồi, hình như là mai là được nhận hộp kim cương các bạn. Hôm nay chỉ có duyên với tiền sao thôi ạ. À, có sưu tập này, và mình vừa mới câu được con rùa băng rồi. Ê, mình đã câu được một con rùa băng và con heo, cái heo băng thì mình sẽ nhận được một cái hộp này nha. Ui, vậy là cái này là đựng để đựng mấy con băng luôn. Wow, tí nữa mình sẽ để bể cá này và để con cá heo vào xem có đẹp không nhá. Có hai bể luôn à, một bể để đựng rùa đúng không. Ui đẹp nha. Hai cái bể này xịn xò nha. Cái hai con này là hai con gì nào? Hố xanh này. Con này câu ở hố xanh này. Con này là thuyền này. Con này thì khu cắm trại này. Con này là ao khu trung tâm này. À, vậy là mình còn hai cái bộ sưu tập này nữa. À, ba cái này thì chắc để được ba con này, ba cái bể này chắc được để hai con này. À, khá là đẹp. Rồi tí mình sẽ về mình trưng cho xem nó như thế nào nha. Ôi cái bể băng khá là đẹp nha. Rồi còn nhiệm vụ gì nữa nhỉ? À bây giờ mình sẽ đi bán cá các bạn ạ. Ồ, một cái tin tức mới, có tin tức gì không? 20 tháng 2 sau 7 ngày rồi mà nhà phát hành vẫn chưa ra bản cập nhật gì xịn xịn tí. Bản cập nhật này không có gì luôn ấy. Ừ, ngoài chúng ta làm của những cái nhiệm vụ của cái bài cũ thôi, không chúng ta không làm được cái gì cả.
Bây giờ mình sẽ đi bán cá để tí nữa mình sẽ có một chút tiền sao nha. Mình bán mình sẽ để lại con rùa này. Rồi bán tất cả ha. Ok. Đấy, mình để lại con rùa với lại cái con cá này, con hai con này là hai con khó câu. Mấy con khó câu này mình giữ lại các bạn. Đấy, rồi. 41.000 tiền và lại được 10.000 tiền sao. Thêm 10.000 tiền sao nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về gọi là về trưng cái này xem có cái gì không à. Và tiện mình sẽ trồng cây luôn. Về nhà mình trồng cây để mình kiếm kim cương nữa luôn nhé các bạn nhé. Thì đã rất là lâu rồi mình không có đặt trọng, mình vào game nhưng mà mình lười mình quên mất. Ngày xưa là mình cứ đặt trọng đều là một tháng là mình cũng kiếm được tầm độ 100 kim cương các bạn ạ. Nếu mà một tháng các bạn đều đặn các bạn trồng cây là cũng được 100 kim cương, chưa kể các bạn gửi ngân hàng nữa. Gửi ngân hàng là hình như là 20 ngày sao ấy là các bạn lại nhận được 25 kim cương đúng không? Hơn 100 kim cương rồi. Các bạn cần cù là được nhiều lắm đấy. Đa số kim cương là toàn là mình nạp thỏi vàng là nó được không à. Thì thực ra là mình kiếm cũng lười lắm các bạn. Đây, mỗi ngày các bạn trồng được 3 cây này. Mà lười trồng. Đúng là người ta bảo có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn lá cây thôi các bạn nhỉ. Rồi, ăn lá cây nha các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào trưng trưng hai cái bể cá nhé. Hai cái bể cá kia thì khá là đẹp nhưng mà mình thấy mình để trưng dưới này cho nó đẹp hơn đi. Để trưng luôn dưới này nha. Đâu ra? Đây 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 đây. Trang trí nhà này. Kho lưu trữ này. Ủa mình đã đủ 1.000 đồ rồi á? Ủa nhà mình có cái gì mà đã đủ 1.000 đồ rồi? Ủa nhà mình có cái gì mà đã đủ 1.000 đồ rồi nhở? Đã có cái gì đâu mà đã đủ 1.000 đồ à? Chắc chắn là có một cái gì đấy nó nhiều đồ. Mấy cái bể cá bên trên kia là tốn nhiều đồ này. Trời ơi, nó tốn nhiều đồ như vậy, mình bỏ mấy cái này đi. Tốn nhiều đồ thế nhở? Hai cái bể nước này có được không ta? Cái này thì để được đấy. À ngoài kia nó còn một đống đồ kìa các bạn. Để mình thôi mình tháo thì chắc là được rồi ấy nha. Tháo thế là chắc là đủ 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 đồ để đặt mấy cái chậu hoa rồi đấy. Bỏ mình đặt mấy cái bể mà tốn à, còn mấy cái bể 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 bọ này nó cũng tốn nữa các bạn ạ. À. Bể bọ này cũng tốn này, một cái bể bọ này tốn khá khá này. Rồi, bây giờ mình sẽ để một cái Ui, nhiều đồ trang trí mà mình chưa dùng không dùng đến luôn các bạn. Nhiều vãi đã. Kho lưu trữ. Được một cái bể này. Bể này hình như là để con rùa đúng không? Wow. Thì con cá heo thì mình để trên kia cơ. Nên mình để cái bể con rùa vào đây thử xem nó đẹp như nào. Ừ, đúng bể này để con rùa rồi. Ui đẹp thế nhở. Ui. Để đúng vào cái đồ cái con cá heo cá băng để vào đồ băng là nhìn đẹp hẳn luôn các bạn. Nhìn chất lượng thực sự. Ui quá là đẹp luôn nha. Thế mà mình không nghĩ ra luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ mở con thú cưng này. Trời ơi hôm qua này được 30 này. Bây giờ mình sẽ cho nó uống sữa đi. Tầm này là uống sữa là đỡ đỡ tốn luôn. Ok. Uống sữa đi. Đó. Cái này mình giảm được 30 phút mà. 5 cái. Xem nó có ra con pet gì à? Hẳn hoi không? Mình là mình mấy cái vấn đề về kiểu hên xui này là mình xui lắm luôn đấy. Ui các bạn nhìn thấy mình nhiều sữa cho 100 sữa này. 10 này. Còn 10 cái nữa thôi đúng không? Còn 10 cái nữa là đủ, 10 cái nữa là đủ. Mười cái nữa là đủ. Mỗi ngày các bạn chỉ được miễn phí quảng cáo 10 lần cho con pet này thôi nha, chỉ được một con thôi. Cái thẻ bonus này các bạn sẽ mỗi ngày các bạn sẽ mở được một con miễn phí mà không tốn cái ấy. Con pet Hà Nội đi. Ôi trời ơi, ra toàn con slim xanh thì thôi ạ. À. Buồn vãi.
Xem cái con Slim nào là con Slim đỏ nhất các bạn. Mình không biết tỷ lệ con này nó ra cái con gì là đẹp nhất nhỉ? Mình xem cái này đi. Trời ơi, mình cất một con đi xem nào. Con mèo trái tim mình đẹp thế nhỉ? Xem nào. Đây đây, gói này, cho ăn gói này là cái xong luôn các bạn ạ. Ra con màu đẹp đẹp đi. Pet Slim, Pet Slim, Pet Slim, Pet Slim. À đây rồi. Nó cũng được một con Slim gọi là nó lên màu xanh thôi, nhưng mà nó không được màu tím các bạn ạ. Nó cũng có tím triển hơn một tí rồi. Nhưng mà mình thấy mấy con pet này nó không đẹp bằng mấy con pet thú kiểu hình con vật nhỉ các bạn nhỉ. Mấy con vật nó vẫn có gì đấy đẹp hơn. Rồi, bây giờ là tiết mục đó là tặng quà cho các bạn nha. Rồi, xem những bạn nào mà đều đặn tặng theo dõi kênh của mình nào. Đấy, vẫn tặng quà đều đặn cho các bạn hàng ngày. Đấy, chỉ cần các bạn bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thông báo mỗi khi mình ra clip thôi. Rồi sau đó các bạn comment tên nhân vật bên dưới là được nhận quà rồi đúng không? Đấy. Rồi, và bây giờ mình sẽ quay vòng quay may mắn xem những bạn nào mà đã comment trên clip mới nhất của mình. Các bạn nhớ mình chỉ mỗi ngày mình chỉ tặng vào những clip mới nhất thôi. Cho nên là các bạn phải chịu khó theo dõi, comment ở những clip mới nhất nhanh, like, chia sẻ xem clip thì các bạn mới có cơ hội nhận quà nhanh nha các bạn nhé. Đấy. Bạn nào mà có nhanh nhanh tay nhanh chân là các bạn sẽ được. Rồi. Bạn nào may mắn trúng thưởng thỏi vàng ngày hôm nay đây. Rồi mình đã tìm thấy rồi nha. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên màn hình. Đấy. Chúc mừng bạn Lâm Yêu Dừa là một bạn may mắn. Úi dồi ôi, bạn này cấp 10 à. Cũng khá là nhiều team đấy. Các bạn đừng quên là các bạn vào thả team trang trang tên nhân vật của mình hàng ngày nhé. Để mình kiếm ít ít team nha các bạn nhé. Đấy, các bạn nhớ phải thả team cho mình nữa đấy. Rồi mình sẽ tặng cho bạn Lâm Yêu Dừa ngày hôm nay nha. Chúc mừng em may mắn nhận quà kinh anh. Rồi mình đã tặng quà thành công các bạn nhìn này. Đấy. Cái thư đã gửi nha, chúc mừng em may mắn ngày 8 giờ ngày 20 đây nhá. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, rồi bây giờ mình sẽ xem còn phần quà gì nữa không, nếu mà để mình xem này. Mình sẽ tìm ra một bạn tặng một phần quà bằng tiền sao nhá. Ngày hôm nay sẽ tặng ưu đãi cho bạn thêm một cái phần quà từ tiền sao nữa, là một cái hai cái mũ. Một cái mũ 9.000 tiền sao, coi như là bằng một ngày đi câu của mình đấy các bạn. Bạn nào mà không may dành cho những bạn nào chưa may mắn nhận được thỏi vàng đấy, thì bữa sau các bạn lại tiếp tục tham gia clip để các bạn nhận thỏi vàng tiếp nhá. Thì clip này các bạn comment xuống thì clip sau các bạn sẽ được. Rồi, mình tìm được một bạn rồi. Thực ra thì những cái này các bạn mua được thôi, nhưng mà đây là phần quà về mặt tinh thần an ủi các bạn. Đây bạn, đây mình tìm được một bạn nữa rồi. Tân đang khóc. Đấy. Ôi ôi, xanh lè luôn. Đây, tặng cho bạn mũ đỏ cho một năm mới nó cực kỳ đỏ đấy nha. Quà em nhé. Rồi. Rồi. À, tặng quà thành công rồi, clip mình cũng xin dừng tại đây. Các bạn đừng quên là chia sẻ clip, là like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.